Ngày 8 tháng 9 vừa qua, tại chương trình Sao vàng thương hiệu đất Việt năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Lightgift đã xuất sắc được vinh danh tại hạng mục giải thưởng Top 10 thương hiệu Sao vàng thương hiệu đất Việt năm 2024. Đây là chương trình tổ chức thường niên nhằm liên kết và động viên, tôn vinh các doanh nghiệp có uy tín, có thương hiệu mạnh, có năng lực trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đến với giải thưởng Top 10 Sao vàng đất Việt năm 2024, công ty Lightgift chúng tôi rất là tự hào là được đồng hành, và đây là một trách nhiệm mà Lightgift sẽ luôn hướng tới và không ngừng vươn lên để khẳng định cái vị thế ở trong nước và thậm chí là cả bên ngoài thế giới nữa. Và tôi mong rằng là với những cái bước tiến của chiến lược kinh doanh này thì chúng tôi sẽ được thành công trong cuộc sống và mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Hiện nay, sử dụng sản phẩm nguồn gốc thuần Việt tốt cho sức khỏe đang ngày càng trở nên phổ biến. Lightgift tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm bột rau củ hoàn toàn từ thiên nhiên, mang lại giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững cho người tiêu dùng. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, Lightgift đã và đang cung cấp các dòng sản phẩm nổi bật như bột chùm ngây, bột rau ngót, bột cà chua, bột cà rốt, bột bí đỏ, qua đó mang đến giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe vượt trội cho người tiêu dùng Việt.